Hello everyone, welcome back to my channel StarScaler Go. Scaler Teacher 3 đây. Let's go. And don't come back with lots of pretty gifts, idiot. My beautiful hair. Everyone must be so jealous. Baby Angelo. Now one. Oh my God. What's Stevie on the sofa? Bức hình gì đó hiện lên rồi. Nice you.
Night three. Wis Baron, stani ma. Took me with the wash. Okay, go to our Vice City. Tommy Vercetti! I poked my head out of the gutter for one freaking second and fate shoveled shit in my face. Go get some sleep. What are you gonna do? I'll drop by your office tomorrow and we can start sorting this mess out. Đây là Lady Game. Và các bạn sẽ phải lên trên tầng để nhận nhiệm vụ. You like me, you gotta do better than that. Ok. Thank you.
있어야 많이 편하고. 와, 진짜 여러분 먼저 이상하고. Ở đây thì mình sẽ vào thay một bộ đồ thể thao và bộ đồ công lê. Let's go. Lãng tử đẹp trai rồi. Ra ngoài làm nhiệm vụ thôi. Và đây là ngôi nhà các bạn. Các bạn có thể lưu game ở đây. Hoặc các bạn có thể đi kiếm con xe thật đẹp. Sau đó thì sẽ cho vào trong gara này. Let's go. Now take me to my place. I gotta get to my divorce.
Apartments cost money.대화 봐. 'I know a place on the edge of the red light district where we can lay low, but my hands are all messed up, so you better drive, brother. Place right here. Let's get off the street and find a danger close. I know this guy. He's connected. His name's Luigi. Me and him go back, so I could probably get you some work. Come on, let's head over there. Let's go around the back and use the service door.
I got what you need. Whoa, what you said that? You pimping, yeah? You made it. Are you on drugs? Quá to luôn. Và điều khiển chiếc xe tải này khá là khoai, dễ bị lật ngay. Đây thì mình sẽ đi lấy một con xe khác, thử chiếc xe của cảnh sát xem. Không mở được. Đi xe cảnh sát luôn. Wow, đi leo rồi. Take him out. Bây giờ thầy sẽ mở được. Không mở được. Chase him down. Sau đó thì sẽ có con gái rồi. Okay, sau đó thì các bạn sẽ đi cho mua cho mình một ngôi nhà hay là mua cho mình một chiếc xe nào thật là ngon. Ok, rồi. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái thứ sau, Forest Mother. Let's go. Go back to Zorkas. Đó, các bạn sẽ phải quay trở lại xe. Quay trở lại nơi đầu tiên mà các bạn đứng ở đó.
Hiếu, chúng ta làm bá chủ cơ đây. Xin hiểu phiêu. Let go. Đi một đường khác. Đi lại đi. Khi học xin hiểu bóng ta phát hiện ra các bạn, thì các bạn có thể phi chiếc máy bay giấy này. Đó thì ông ta sẽ leo thật chiếc máy bay giấy và các bạn sẽ được cứu thoát một lần. Và trong trận này thì các bạn sẽ phải tìm kiếm tất cả là bao ngôi nhà. Trong mỗi ngôi nhà thì có một câu trả lời. Thì các bạn sẽ trả lời câu hỏi trong từng ngôi nhà một. Khi trả lời đúng ba câu hỏi, các bạn sẽ đến điểm đích cuối cùng. Và lúc đó thì các bạn sẽ hoàn thành được tựa đề này. Ok. Let's go. Chưa thấy một ngôi nhà nào cả. Và đây là những con đường rất là khó tìm. Ở trong cái này thì các bạn sẽ vào từng mỗi lần các bạn vào từ cái này thì nó sẽ thay đổi các đường con đường đi. Cho nên các bạn không thể tài nào có thể nhớ được. Khi đó thì các bạn sẽ phải bằng giác quan hoặc là bằng cách đi để các bạn tìm kiếm những ngôi nhà, sau đó thì trả lời những câu hỏi trong ngôi nhà đó. Và đây, mình đã nhìn thấy ngôi nhà đầu tiên. Tiếp tục đi sang bên này. Cứ như thế và các bạn sẽ tìm kiếm thêm hai ngôi nhà còn lại và trả lời câu hỏi trong hai ngôi nhà còn lại. Ok. Rồi. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái game cuối cùng.
Let go. Phim sơ mát. Đó là mắt. Các bạn phải tìm một tấm bản đồ. Wow, ông ta đang gần đây. Rồi, đi luôn. Finzofre. Mình bị đứng yên đây luôn. Phải trở lại như lúc đầu. Cứ như thế các bạn sẽ làm những nhiệm vụ tiếp theo trong tựa game đề ra. Ok. Rồi và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.